Đã có tròn 1 mét2 rồi đây là tròn mét 2 hôm nay này cần ra mắt thêm cả an một mét mốt nữa quá nhiều chủng loại công xin xin kính chào quý vị chào các bạn ngày hôm nay thì chúng tôi làm chương trình ra mắt một sản phẩm mới đó là an tròn 1 mét mốt như trước đây quý vị và các bạn đã sử dụng bộ tròn 1 mét2 của của chúng tôi thì à, lúc đó thì nó có cái chân này chân này là chân cao đây chân này là chân cao và các bạn à, lúc ra bộ chậu các bạn cây lên các bạn có thể xoay được và ngày hôm nay thì à, chúng tôi à, ra mắt thêm một sản phẩm nó đi kèm nó hỗ trợ cho nhau giống như là hai cái bộ sản phẩm này nó có thể là dùng chung cái chân cao hoặc là nó dùng chung cái chân thấp này đấy rất là đặc biệt và bây giờ thì tôi sẽ phân tích lần lượt nhờ ở những video trước thì tôi có phân tích cái bộ này rồi bộ này thì nó thì nó là gọi là tròn chứ không phải là an tại vì cái bụng này nó không cái bụng này nó không được cong nó không được cong thì được gọi nó là tròn nhưng mà với thông số thì nó cũng là tròn cạn nên là các bạn mà thích mẫu trậu to mẫu trậu mà không cần phải sử dụng nhiều đất thì các bạn dùng Bộ tròn 1m2 này cũng rất là ngon. Đấy. Bộ tròn 1m2 thì nó rộng phủ bì 1m2. Còn bộ an này trong chương trình ngày hôm nay thì nó rộng phủ bì là 1m. Và uh, lọt lòng thì nó đâu đó thì nó tầm khoảng 98 hay là 100cm gì đấy. Và chiều cao của nó thì cũng thông số cũng rất là đẹp. Chiều cao là 28cm với bộ quân uh, trậu. À, bộ chậu thành phẩm đổ ra thì nó cao 28 cm. Và đây này, các bạn thấy cái lòng của nó này. Lòng thì nó chẹt như này thì uh, uh, chiều sâu đổ đất thì chắc nó tầm khoảng 22 hay là 23 gì đấy. Đấy. Cái lòng thì cái lòng của nó thì tôi nghĩ thì nó cũng mang thiết kế gần gần giống như là cái lòng của mét 2 Và về họa tiếp hoa văn thì uh, đây Bộ này thì của ông Thắng Xin Xi, si, ông sản xuất. Về họa tiết Hoa Văn thì các bạn có thể thấy tất cả những mảnh ghép trên bộ khuôn thì nó chỉ có một họa tiết, đó là họa tiết uh, cây trúc. Cây trúc thì nó là uh, mang một ý nghĩa là một đấng quân tử trong bộ uh, tứ cây, đó là cây tùng, cây cúc, cây trúc, cây mai. Nhưng mà đợt mà sản xuất đợt đầu thì ông Thắng, ông mới chỉ sản xuất cây trúc thôi và có những uh, phần uh, chữ thọ hán nó xen ké, xen ké để nó trang điểm cho nó đẹp thêm. Bộ này thì uh, nó thiết kế các bạn có thể thấy này, đây này, em em quay xa ra một xíu để cho các bạn thấy cái phần cái phần bụng của nó 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 nó, nó bầu nó phình phình ra thì nó đẹp. và phần chân này thì phần chân này, chân này thì nó cao là 18 cm này. Và chiều rộng của mặt chân là 70cm. Đấy. Các bạn à, lúc trước các bạn dùng bộ tròn 1m2. Các bạn chưa có chân thấp này thì các bạn có thể liên hệ đến chúng tôi để các bạn đặt riêng bộ chân thấp này nhé. À, số điện thoại để cho quý vị các bạn liên hệ để chúng tôi tư vấn và các bạn đặt hàng số 0395 234 759 và số 0394 234 789. Đấy, về thông số và kích thước của bộ chân. Đây là, là bộ chân uh, có lòng trong. Cái lòng trong này thì chúng ta lấy lòng trong thì cũng rất là đơn giản. Chúng ta đổ tới mặt này thì cái lòng trong này nó nhô lên một khúc đấy. Chắc cũng tầm khoảng 3 hay là 4 cm gì đấy. Khi mình lấy mình nghiêng đây, mình lấy búa xu mình gõ vào cái phần lòng trong này là nó ra. Đấy. Đây... Uh, về thông số cũng như là họa tiết thì nó chỉ có vậy thôi đây là khuân abs của thắng CNC sản xuất chứ không phải là của công cc các bạn uh, mua riêng phần khuân chậu cũng được hoặc là mua riêng phần khuôn chân cũng được hoặc là các bạn mua full cả khuôn chậu này cả khuân cao cả khuôn thấp cũng được về giá bán thì uh, uh, mẫu này thì cũng có giá rất là đẹp các bạn cứ liên hệ đến uh, À, chúng tôi những em gái những người xinh đẹp của công ty sẽ uh, tư vấn những uh, uh, giọng nói rất là ngọt ngào của những uh, cô gái 19 20 tuổi của công Cindy. Si. Đó. Đây thì uh, tôi uh, ra mắt uh, chương trình thì uh, chúng tôi chưa đổ mẫu. Sau đây một thời gian thì uh, kỹ thuật của chúng tôi sẽ đổ mẫu và lúc đấy thì tôi sẽ phân tích hoạt tiết hoa văn cũng như là Thông số, số đo nó chính xác hơn Rồi, tôi cảm ơn quý vị Cảm ơn các bạn đã theo dõi video Của Công Xin Si ờ, Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành Và ủng hộ Chúng tôi sẽ ra thật nhiều video Nó ý nghĩa hơn Và ra thật nhiều sản phẩm Nó đẹp, nó chất hơn tôi Cảm ơn các bạn, tôi hẹn gặp lại các bạn Ở một chương trình gần nhất Thân mến và hẹn gặp lại